Con kính chào bác Nguyễn Nhân ạ. Bác chào con. Dạ. Con cứ đặt câu hỏi. Dạ. Con xin giới thiệu, con tên là Tô Kiều Loan, quê ở Cà Mau. Hiện thì con đang cư ngụ tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Thì hôm nay con có một số câu hỏi xin gửi đến bác, mong bác giải đáp giúp con ạ. Con cứ đặt câu hỏi cho bác trả lời cho. Dạ. Thưa bác, con xin hỏi bác câu đầu tiên ạ. Thưa bác, vật chất tối có nghĩa là gì ạ? Vật chất phải không? Dạ, thì vật chất tối là cái vật chất đó nó được người ta phát minh, người ta thể hiện được gọi là vật chất tối. Thấy không? Còn nếu mà nó không hiểu được cái đó là cái gì gọi là vật chất tối, còn hiểu ra được gọi là vật chất sáng. Ví dụ người ta dùng cái thuốc để trị cái bệnh gì, ta biết cái đó là trị bệnh rồi gọi là vật chất sáng. Còn nếu mình không biết nó gọi là vật chất tối. Rồi, câu hỏi câu khác đi. Có thầy dạy trời cao vời vợi, vậy bác có biết trời cao bao nhiêu cây số không ạ? À? Biết chứ sao không biết. Cái gì cũng biết hết, nhưng mà phải đặt 4 cái chữ đằng trước. Không, không biết. Để cao vời vợi làm sao biết. Thì mình biết nhưng mà là không, không biết. Không ai biết được cái này hết. Chứ phải nói từ hành tinh này qua hành tinh khác được. Ta ấn định cái số rồi. Con này coi cao vội vội làm sao biết cái nó định nó nằm ở chỗ nào mà mình biết là mình biết cái chỗ nào mà mình nói tới đó, phải không? Ví dụ đây là nó Ngọc Hoàng bao nhiêu cây số ta biết. Con này hỏi cao vội vội hỏi chứ bây giờ hỏi chứ đường xa vội vội là cũng biết nó tới đâu. Đường xa thì nó không có cái điểm dừng. Ví dụ ở đây Phan Thiết bao nhiêu cây số ta biết, hỏi chứ con đường xa quá không biết tới đâu, đã xa quá là nó không có kết thúc. Thì biết nhưng mà không, không biết. Rồi câu hỏi tiếp đi. Thưa bác, tu theo đạo Phật phải hiểu như thế nào cho đúng ạ? Tu theo đạo Phật thì con phải hiểu là đạo Phật chủ trương tu cái gì. Mục đích của chủ đạo Phật tu là tu cái gì. Và giáo lý dạy như thế nào. Thì tu vậy thì con tu mới đúng được. Còn nếu mà con không hiểu được cái căn bản cái đầu thì con vô nhào, thấy là tu nhào vô tu thì sự thật là hoàn toàn tu sai, nó không đúng. Thấy không? Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ, con cảm ơn bác. Con xin hỏi câu tiếp theo ạ. Thưa bác, chúng con thấy các chùa ở Việt Nam không chùa nào treo bảng hiệu tu, mà chùa Thiền Tông Tân Diệu lại treo bảng hiệu tu. Sao kỳ vậy thưa bác? Tất cả mà các chùa mà không treo bảng hiệu tu là vì người ta xây từ cái thời kỳ Trung Pháp. Còn cái thời cái chùa Thiền Tông Tân Diệu nó tu cái thời kỳ Mạt Pháp. Vì Mạt Pháp con người ta văn minh rồi, ta hiểu hết, tu cái gì ta mới để đấy. Còn những người mà cái thời mà Trung Pháp không biết, thành ra ta không hiểu tu cái gì, thì người ta chỉ cắt cái chùa, biết cắt cái chùa thôi. Kể cả pháp môn người ta không biết nữa, làm sao người ta để bản. Vì thế mà ta không có hiểu rõ, ta không dám để bản thôi. Còn chùa Tân Diệu là cái thời kỳ Mạt Pháp là ta tu theo giáo lý. Thì ta biết rằng giáo lý nó dạy cái Thiền Tông, người ta gọi là tu Thiền Tông là chỗ này, mới dám để bản. Còn tất cả chùa trước không để bản là chỉ để cái chùa hiệu gì thôi, chứ không biết pháp môn gì trong đó. Mà lâu lâu con để, lâu lâu có cái chùa nó để tu tịnh độ, nó có dám để cầu đó. Có một hai cái. Ở Bình Dương tôi thấy, đi ngang tôi thấy có cái chùa tu tịnh độ. Và họ rõ ràng họ tu tịnh độ, họ ghi tịnh độ. Thấy không? Mà rồi đây thì tôi bác nói thì con nghe nghe. Tới sắp tới đây thì nhà nước chắc phải là phải chuẩn lại. Anh tu gì phải treo bảng đàng hoàng. Tu gì phải có giáo lý đàng hoàng. Mê tín dị đoan là nhà nước sẽ kiểm soát cái này. Cái này không phải bác nói đâu, nhưng mà có người lãnh đạo quốc gia nói cái chuyện này. Thấy không? Muốn biết là kiếm lên mạng đi coi, sẽ có biết cái này. Sao tới xe này nè, anh tu cái gì phải treo bạn đây nè. Thứ hai, thành quả như thế nào phải báo cho anh ta biết. Cái gì mê tín gì chỉ đoan, cái chùa mà nào mê tín thì nhà nước khuyên dẹp. Đầu tiên khuyên dẹp chỗ nào, không khiêm việc thì người ta mới lập biên bản mình, rồi sau đó người ta mới phạt mình. Chứ không phải vô đầu ta phạt liền đâu. Thấy không? Bởi vì cái thời mà 4.0 này rồi thì phải làm cho nó đúng luật.
luật đạo, luật đời đều phải cho đúng. Đạo nó cũng có luật, đời nó cũng có luật, chứ không phải không, con phải làm cho đúng. Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ, thưa bác, pháp môn thứ 6 là pháp môn thiền tông. Vậy có khác gì so với các pháp môn khác trong đạo Phật? Xin bác cho chúng con biết ạ. Thiền tông này nó khác hoàn toàn lại với các pháp môn trước của Đức Phật dạy. Pháp môn trước của Đức Phật dạy có 5 pháp môn. Pháp môn đầu là dạy thành tựu A-la-hán, đi hưởng cái tịch diệt của A-la-hán. Thứ hai là làm giảng sư. Thứ ba là làm kỹ sư đạo Phật. Thứ tư rồi là tu để giảng sanh đến nước cực lạc. Thứ năm để tu làm thần. Đặc biệt cái pháp môn thứ sáu này, tu để giải trở về Phật giới, trở về quy củ của mỗi người là Phật giới, là pháp môn thứ sáu này. Nó đặc biệt, nó khác hẳn với mấy cái pháp môn trước. Năm pháp môn trước gọi là pháp môn tu thành tựu nhân quả vật lý nơi trái đất này và tam giới này. Còn cái tu thiền tông độc nhất vô nhị, đưa về Phật giới sống. Ở đó mấy ông ở trong Phật giới á, vô đây ham tạo công đức vô đây nó dính á, tại giờ một vị Phật mới vô để dạy lại, dạy cho mình biết mình về thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, con muốn tu theo đạo Phật mà không mê tín, con phải tìm đến chùa nào để tu để không còn mê tín nữa, xin bác chỉ cho con biết ạ. Bây giờ con tu theo đạo Phật mà không mê tín thì con tìm cái giáo lý của nó. Giáo lý của cái đạo nào được, trong đạo Phật nó có thứ sáu pháp môn nào có giáo lý, còn cái giáo lý nào không, con không mà tu mà không muốn mê tín thì con phải tìm cái giáo lý con đọc cái gì là mê tín, thấy không? Còn nếu mà con không tìm được sách á thì con đợi xin ra lại mấy cái chùa lớn á, hỏi thưa thầy cái gì mê tín, ổng nói cái này mê tín nè, thì con ghi rồi con về, con đừng có phạm nó, đừng có vô đó. Thì cái khả năng mà giải đáp thiền cái mê tín này là mấy ông thầy á, ông thầy ổng rành lắm, cái nào mê tín chánh tín ông biết hết á, thì con hỏi ổng, ổng trả lời rồi con ghi đem về, còn hoặc có điều kiện con thu âm lại để con né cái mê tín đi, thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Con có nghe nói đạo một chiều, vậy đạo một chiều là đạo như thế nào hả bác? Đạo một chiều là trên phán xuống, dưới không được quyền hỏi lên, chỉ cúi đầu lại thôi. Có nghĩa là đạo một chiều có nghĩa là đạo không cho hỏi. Ta nói cái gì phải nghe cái đấy, không cho hỏi lại, gọi là đạo một chiều. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, đạo mà thành lập ở thời kỳ đồ đồng, vậy hiện nay còn phù hợp với đời sống văn minh như thời nay nữa hay không thưa bác? Vẫn còn, nếu người nào thích. Bởi vì thời kỳ đồ đồng thành lập là nó có mấy cái thời kỳ này, tu để thành thánh, thành thần, thành tiên, vẫn còn hợp, dưới điều kiện người đó thích. À bây giờ tôi muốn tu thành tiên thì thời kỳ văn minh thì vẫn còn hợp. Còn nếu mà nói về tu để giải thoát thì không hợp nữa, giải thoát cái đạo khác. Giải thoát này nó được công bố ra thời mạt thượng pháp rồi, thì nên tìm cái đạo mà công bố ra thời mạt thượng pháp đó, cái đạo đó nó dễ giải thoát đó, thấy không? Nếu mà đạo giải thoát ra thì cái thời kỳ, nếu mà người ta muốn giải thoát mà tu theo các đạo kia là không giải thoát được, người ta lầm. Thì bây giờ cái đạo giải thoát người ta đã công bố ra rồi, mình tìm cái đạo giải thoát thì mình tu là nó không lầm. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, con người đang sống ở thời đại 4.0, sao họ còn tin bùa, tin chú, tin ngải nữa thưa bác? Này đúng là người ta không có cập nhật cái thông tin. Tuy là 4.0 nhưng mà họ không cập nhật cái thông tin. Đặc biệt là nó phải, bây giờ là người ta sống ở trên này là sống theo cái mạng của khoa học. Bởi vì nói là ở chỗ này nó nói cái gì, ở chỗ khác nó nghe. Bên Tây nói cái gì, bên Tàu nó biết. Nó phải cập nhật bằng cái mạng này nè mới được. Còn nếu mình không cập nhật mà cứ đuối đầu vô trong cái thời kỳ đồ đồng thì thôi, thì cũng vẫn tin bùa ngải thôi. Cái bùa ngải thời 4.0 còn tin cái gì nữa. Một ngày để đây là những cái chức năng của cái ngải. Ví dụ cái ngải cú nó trị về đau nhất, thì con đâm đâm, con nhai nhai, con đắp lên nó hết. Nó là gì, thuốc chứ đâu phải là gì. Người ta không có hiểu, ta không cập nhật được cái khoa học này thì người ta mới làm lỗi gì thôi. Chứ nếu mà con cập nhật rồi, bây giờ thời buổi này, bây giờ người ở điểm A nói điểm B nó biết,
châu Âu nó nói, châu Á nó nghe, châu Mỹ nó nói, châu Phi nó biết. Thời buổi này là gọi thời bảy, thời buổi năm châu một chợ, bốn biển một nhà. Thấy không? Năm châu, châu Mỹ, châu Á giống như ở trong cái chợ thôi. Bởi vì nó nói đằng kia đây nghe liền mà, thì đâu có gì đâu mà khác. Thành ra người ta phải là cập nhật thông tin. Ít ra phải bỏ, trong nhà phải có cái laptop hoặc cái tivi. Để gì? Để ta theo dõi cái tin tức này. Từ chính trị, kinh tế, văn hóa, này, thế giới, an ninh này ta biết. Mình để theo dõi. Một người vậy mới gọi là người sáng suốt. Thấy nào đúng mới nghe tin, còn không đúng đừng có tin. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn bác ạ. Thưa bác, hiện nay là thời nguyên tử, mà tại sao còn nhiều người tin chuyện bùa ngải giúp học sinh thi đậu nữa thưa bác ạ? Bây giờ nó kém quá. Cái tuy là họ ở sống thời nguyên tử, nhưng mà cái đầu ổng là cái đầu nghĩa là tự tử, không chịu mở kiến thức gì hết. Bây giờ thi đậu, bây giờ nguyên tắc, ví dụ bây giờ để nói cho cái chuyện nó dễ, cái con học của trường từ 2 đến 9 thì con thuộc hết rồi. Con có cầu xin ai không? Vô trong làm toán, cộng trừ nhân chia 5 phút sau con làm hết. Còn cái này con không hiểu rồi, bây giờ con không biết bãi bãi mấy rồi, cứ tính nhẩm rồi. Thành ra thời này cái gì nó phải nhạy theo khoa học, nó nhạy theo cái văn minh của con người thì nó mới tiến triển theo được. Còn nếu mà không tiến triển được thì mình đụng cái gì nghe nó cái đấy. Mà thứ nhất nè, bây giờ nè, cái thiền tông nó ra đời, nó dịch trần sự thật trên trái đất này rồi. Không có, không, mình phải cập nhật đây nè. Còn nếu mình nói là nếu không đúng thì đi hỏi người ta. Người ta cho mình hỏi tự do, chứ ta đây xấu đâu. Hình như mình sống cái thời này thì phải sống bằng cập nhật của người văn minh thì mới đúng là người sống văn minh. Còn mình sống văn minh mà mình có cái đầu mình cũng mê muội quá là thôi văn minh được, thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn bác. Thưa bác, vị tiến sĩ Phật học ở chùa Giác Ngộ, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh đứng ra tổ chức buổi lễ làm phép cho học sinh thi đậu này, nói rằng đây là nghi thức chánh pháp của đạo Phật. Vậy con xin bác cho ý kiến ạ. Bởi vậy ông Phật á, ông mới biết, ông mới cái thời buổi này nó mê tiền, nó làm tầm vậy, ông mới cho chuẩn hóa lại, đưa ra tiền tông để chuẩn hóa lại. Làm gì có cái chuyện đó. Bây giờ tôi cho làm phép đi, rồi giờ không học, không thuộc bài vô trỏng người làm sao đậu. Thấy không? Còn không làm phép và nói gì tôi làm được đấy. Thì làm sao mà phép bùa nào ấy đâu. Bởi vì cái này nó đúng ra đó. Tu mà không có giáo lý là làm tầm bậy, hơn nó tu mà ham tiền là làm những cái chuyện nó không đúng, không đúng sự thật. Vì thế mà tôi nói thiệt á, rồi đây nhà nước sẽ chuẩn lại. Vừa rồi có một vị, cho một vị, tôi không nói người nào, phải kiểm soát về tín ngưỡng tại các chùa, rất quan trọng cái này. Mà nói có sách rất có chứng nha. Thấy không? Nếu mà nếu cái câu chuyện này mà nói ra thì bắt đầu cái tin tưởng của cái tín ngưỡng Việt Nam mới được ổn định, mới kêu bằng đi theo đúng cái quỹ đạo của nó được. Còn nếu mà không có làm cái này thì cái tín ngưỡng Việt Nam nó sai, nó thành mê tín hết. Thấy không? Thì con sẽ đợi đi, một ngày nào không xa lắm đâu, nhà nước sẽ thực hiện cái này thì vấn đề mê tín nó sẽ dẹp bớt. Dẹp bớt thôi chứ chưa khó hết lắm. Nó gọi là mê tín chui thì mình cũng không biết làm sao, phải không? Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, đạo Phật có tinh hoa, sao các chùa không đưa tinh hoa ra dạy cho Phật tử biết thưa bác ạ? À, bởi vì cái tinh hoa đạo Phật này nó nằm, nó được công bố ra đây có 3 năm thôi mà các chùa không chịu cập nhật thì người ta không biết, cứ lo gõ mõ tụng kinh sao tuyết. Chùa tu là tu, cũng phải có cái tivi để theo dõi thực sự, để chi, để biết mà đối phó. Rồi cái chỗ nào hay, chỗ nào dở mình biết mình né. Tu là tu chuyên môn, nhưng mà đều cái sống thế giới này phải hiểu thế giới này nó thay đổi như thế nào, phải hiểu. Vậy mới gọi là người trí tuệ tu, chứ không phải tu là cứ chấm đầu vô trong cái gõ mỏ không được. Rồi không biết thế giới nó diễn biến như thế nào mình không biết, thấy không? Ví dụ giờ tu bây giờ
nhà nước nói là bây giờ Covid nó không cho tập trung, mà mình không có cái phương tiện để mình nghe làm sao được. Rồi người ta vô, người ta đông rồi rủ, rồi có dính cái Covid rồi sao. Tu là phải theo dõi tin tức hàng ngày. Mình tu cái gì, bây giờ nó đã, rồi người dẫn mình cao rồi. Con tu cái gì phải cho rõ ràng, con theo cái đạo nào cũng phải cho rõ ràng, đừng có mơ hồ nữa. Vì ngày xưa mình không biết thì theo mơ hồ, thời đầu đồng mình biết. Bây giờ thời nguyên tử rồi thì mình phải sống bằng nguyên tử. Mình phải thay đổi toàn diện của mình chứ. Ngày xưa ông bà mình đi cài một con trâu với cài, rồi bây giờ người ta chạy bằng máy, mình chê người ta sẽ được. Mình cứ cài con trâu với cái bừa, cái cài làm sao? Phải sống bằng cái thời văn minh của nó. Từ đạo đời hay bất cứ ngành nghề gì cũng vậy, ngành nghề gì cũng phải sống theo thời văn minh. Ngày xưa đạp xe đạp, giờ đạp xe đạp từ Cà Mau lên đây nổi không? Thành ra phải đi xa hơi chứ. Nó thôi tôi sống theo đường xưa rồi thì đạp đi. Đạp từ Cà Mau lên Sài Gòn nữa sao đạp nổi. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, pháp môn Thiền Tông là của Đạo Phật, là pháp môn có 102 ở trái đất này. Cớ sao Giáo hội Phật giáo Việt Nam quyết chí dẹp cho bằng được ạ? Bây giờ nói giáo hội thì dẹp thì không có đúng. Mà mấy ông thầy cúng dẹp. Thế giáo hội tôi chưa thay nghe, giáo hội chưa nghe nói một tiếng nào hết. Mà mấy ông chửi là mấy ông thầy cúng không? Người ta chửi. Với ông thầy bùa, ông thầy ngải chửi. Chứ hoàn toàn giáo hội hoàn toàn, giáo hội hoàn toàn chưa nói cái chuyện này. Thấy không? Thì con cũng hiểu cho giáo hội đi. Bởi vì giáo hội là gì? Là mấy ông thầy cúng điều hành. Chứ mấy ông thầy cúng có quyền. Ví dụ, thư thật giáo hội không có làm cái này đâu. Bởi vì tinh hoa đạo Phật ra thì giáo hội phải giữ, không khi nào giáo bỏ được. Nhưng mà kẹt mấy ông thầy cũng không chịu thả ra. Thành ra giáo hội mang tiếng gì thôi, chứ sự thật giáo hội không có dẹp cái này đâu. Rồi, câu hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, Việt Nam có vua Trần Nhân Tông tu theo Thiền Tông thành Phật. Cớ sao có thầy tu trong đạo Phật cho rằng pháp môn Thiền Tông là của bọn Ma Vương, sao kỳ vậy thưa bác? Thì cái này là cũng do mấy ông thầy cúng thôi. Chứ không lẽ ông Trần Nhân Tông, ông đang làm vua, ông có tiền, ông lên trên núi, ông cúng, cúng ai trên. Tại vì, nói đúng là tại vì mấy ông thầy cúng hiện giờ là nó quá rồng đi, nó áp đảo lại với mấy cái ông tu giải thoát. Mà mấy ông thầy tu giải thoát giờ không dám nói, thấy không? Bởi vì hoàn toàn nó cúng hết rồi sao đây? Rồi bởi vì thành ra cái yếu thế là mấy cái ông giải thoát ít người, còn cái ông cúng quá nhiều người thì ông phải chịu thua thôi. Mạnh được yếu thua. Thầy cúng tôi nhiều sao mấy ông thầy giải thoát dẹp đi. Có vậy thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn bác ạ. Thưa bác, người ta vào thiền viện ngồi thiền có giải thoát được không thưa bác? Giải thoát với thiền viện là gì con phải hiểu. Thiền viện là cái nơi ngồi thiền, thấy không? Ngồi thiền để thành cái gì chứ làm sao giải thoát? Giải thoát không có tu là làm sao vô đó ngồi. Giải thoát có nghĩa là mình học công thức để đi về. Công thức nó là tạo công đức trong sáng để đi về. Còn vô ngồi thiền ở viện là để thành tiên, thành thần, thành thánh gì đó thì mới vô thiền viện chứ làm sao giải thoát được. Mà cái gốc thiền viện này là của cái đầu tiên chứ không phải cái đầu, thấy không? Chứ còn một bên Phật giáo nó không có cái thiền viện, mà bao thiền giáo là có cái chùa. Vì sao? Chứ thiền viện là cái nhà ngồi thiền, còn cái chùa là cái việc là cái nhà bao hàm cả càng cả cái đất này nè, bao hàm cả cái tam giới này nè. Cái chùa là có danh từ đó, vì thế mà chùa thờ Phật là cái chùa nó rùm khắp. Còn cái thiền viện là cái nhà ngồi tiền có chút xíu à, thấy không? Thì nó không có đúng. Vì thế